Thưa quý vị, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới để thu hút khách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch Đà Nẵng cho năm 2023. Từ đó hớp vào các ngày lễ Tết, đặc biệt là dịp lễ 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 sắp tới, các khu điểm du lịch trên địa bàn đều đầu tư chuẩn bị các hoạt động phong phú mới lạ, có điểm dẫn để tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, tăng sức hút cho điểm đến, kỳ vọng thu hút đông đảo du khách đến tham quan du lịch tại Đà Nẵng. Lễ hội té nước Happy Songkran, một nghi lễ truyền thống của người Thái Lan, mà ý nghĩa cuộc rửa những điều không may và cầu mong bình an thịnh vượng cho năm mới, lần đầu tiên được tái hiện tại Đà Nẵng. Khu du lịch Sinh Quê Bà Lại Hưu tổ chức lễ hội này từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2023. Song đó, lễ hội ẩm thực và bia Bi-Ét-Ti-Van của nước Đức cũng sẽ được diễn ra tại khu du lịch. Với những sản phẩm du lịch gắn kết với các quốc gia khác như thế này, không chỉ gia tăng trải nghiệm mới mẻ cho du khách, mà còn thu hút thêm nhiều dòng du khách quốc tế đến Đà Nẵng. Tôi nghĩ lễ hội này được tái hiện rất tuyệt vời, là một ý tưởng rất tốt cho sản phẩm du lịch Đà Nẵng. Bởi vì khi tôi đến đây, tôi có thể dễ dàng hòa bình vào lễ hội, nghe những điệu nhạc Thái. Tôi cảm giác như đang ở quê hương mình, nhưng lại ở một quốc gia khác, khí hậu khác với nhiều người khác. Tôi cảm thấy bầu không khí này rất ấm áp, thú vị, rất hợp với hướng khách Thái. Chúng tôi hy vọng rằng du khách khi tham gia lễ hội té nước Happy Songkran sẽ được trải nghiệm trong một bầu không khí sôi động của màn đấu nước, té nước. Và lễ hội té nước Songkran đây chính là sự kiện mở màn đặc sắc cho chuỗi sự kiện lễ hội mùa hè mà chúng tôi sẽ tổ chức rất nhiều các cái lễ hội văn hóa đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, các khu điểm du lịch lại chú trọng vào các hoạt động truyền thống dân gian để tạo bầu không khí lễ vô cùng gần gũi nhưng cũng đặc sắc dành cho du khách. Đơn cử, công viên suối Quán Nóng núi Thần Tài sẽ tổ chức sự kiện Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Trà, dự kiến diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tại khu vực huyện Long Hồ, với các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật hát bài chòi, múa lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật làm tò he, giao lưu nhảy sạp cùng người đồng bào Cơ Tu. Đặc biệt hơn nữa, chương trình khai trương mùa du lịch biển có chủ đề Vũ điệu biển xanh, dự kiến diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại các địa điểm công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành với chuỗi hoạt động sự kiện thú vị hấp dẫn. Ở dưới biển thì chúng tôi sẽ tổ chức các lễ hội về hoạt động văn hóa, thể thao, đặc biệt là có cái festival diều quốc tế, lễ hội đường đua sắc màu, rồi lễ hội ẩm thực miền biển cùng với cái trưng bày những cái làng nghề truyền thống của xứ Quảng. Đồng thời ở trên Sơn Trà thì chúng tôi tổ chức cái giải cờ tướng kỳ vương đất Quảng ở đỉnh bàn cờ, đồng thời là khai trương cái bánh thi nội địa của Sơn Trà mình ở vị trí CT15 để khai trương các cái tuyến thủy vòng quanh đảo để mà ngắm san hô. Theo cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, dự kiến số chuyến bay quốc nội và quốc tế cất hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng dịp lễ 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5, tính từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, dự kiến từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 sẽ có 1.573 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là tín hiệu tích cực cho du lịch Đà Nẵng trong mùa cao điểm du lịch. Với việc chuẩn bị những sản phẩm du lịch mới mẻ trong dịp lễ sắp tới, kỳ vọng sẽ góp phần giúp thành phố Đà Nẵng đạt mục tiêu số lượng khách lưu trú phục vụ trong năm 2023 tăng từ 15% đến 20% so với năm 2022.